Nhật, Chào chị. lâu lắm rồi không gặp. Thế dạo này tình hình công việc gia đình nào? Làng nhà lắm chị ạ. Gia đình em thì vẫn ổn nhưng mà công việc thì đợt này em lại làm ăn chán quá. Hủy hết bao nhiêu hợp đồng. Còn em lại còn vừa đóng một cái cửa hàng ở đoạn Nam Tử Liêm nữa. Thôi em ạ, giàu nghèo có số. Nghèo thì lâu chứ giàu thì mấy. Đến số là mình phát lên thôi. Khổ quá, nhưng mà cái số của em nó lại phát lâu quá. Thế nào là đức năng thắng số? Vâng, thưa quý vị, cuộc trao đổi giữa hai người bạn trên thì chúng ta có thể gặp ở bất cứ đâu trong cuộc sống hàng ngày. Có đôi khi gặp những điều không thuận lợi, không may mắn, chúng ta lại thường thở dài và nói số rồi. Hay đôi khi muốn khuyên nhủ động viên nhau, chúng ta lại nói không sao, đức năng thắng số, rồi mọi việc cũng sẽ ổn thôi. Tuy nhiên, có số phận hay không và đức năng thắng số là như thế nào thì có lẽ cả tôi và quý vị đều không dám khẳng định. Và ngày hôm nay, trong chương trình Đâu Khó Có An Viên, chúng ta sẽ cùng đi tìm lời giải cho bài toán đức năng thắng số. Và đồng hành cùng chương trình là Thượng tọa Thích Thanh Ân. A Di Đà Phật ạ. Dạ, bạch Thượng tọa. A Di Đà Phật, xin chào cô ạ. Ngày hôm nay thì chúng con đến từ chương trình Đâu Khó Có An Viên và chúng con đến đây để kính mong thầy hoan hỷ giải đáp cho chúng con những câu hỏi liên quan tới số phận, tới đức năng thắng số ạ. A Di Đà Phật, thầy rất hoan hỷ chia sẻ cùng chương trình ạ. Vâng bạch thầy ạ, con thấy là trong cuộc sống thì có những người thì họ thường xuyên gặp may mắn, nhưng cũng có những người thì họ lại gặp khá nhiều xui xẻo. Phải chăng là mỗi một người thì đều có một số phận, một định mệnh riêng ạ? Có một câu nói quen thuộc, đó là số phận. Vậy thì quan điểm của Đạo Phật như thế nào về vấn đề này ạ? Vấn đề này có thể nói là không có thế lực và ai can thiệp vào số phận của mỗi người cả. Mọi sự tốt xấu, thiện ác, giàu nghèo đều do ta quyết định. Kinh Pháp Cú có dạy bài kệ rằng tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tâm tạo. Hành tinh này như một cái ngân hàng khổng lồ, người thì đến để gửi, người thì đến để vay, người thì đến để rút và người thì đến để trả. Chính vì vậy xã hội phân ra bốn loại người. Có những người đi từ bóng tối ra ánh sáng do sự nỗ lực phấn đấu học tập của mình. Có những người đi từ ánh sáng vào bóng tối. Có những người đi từ sáng ra chỗ sáng rực rỡ hơn do họ có điều kiện rồi nhưng vẫn tiếp tục tu phúc. Có những người thì lại đi từ tối vào chỗ tối hơn, đã không có điều kiện nhưng lại càng đi sâu vào bóng tối với cái tính xấu xa. Vậy có những người thì họ cả đời làm việc bất thiện, gieo nhân ác, nhưng mà họ vẫn được giàu sang phú quý. Mà ngược lại ạ, thầy nghĩ sao về vấn đề này ạ? Phật luận rằng muốn biết nhân xưa, xét điều tội phúc bây giờ nhận đây. Muốn biết quả báo sau này, xét điều tội phúc ta đây đang làm. Người sinh ra đã vào nhà quyền quý, giàu sang, sung sướng ở nơi trung tâm văn hóa là vì sao? Vì tiền kiếp xưa kia họ đã làm nhiều điều phúc thiện. Người sinh ra vào nơi nghèo khổ, vào nơi bệnh tật là vì sao? Là vì tiền kiếp có tạo ra những điều xấu nghiệp ác mà bây giờ bị quả báo tương ứng. Tuy nhiên những người giàu có
lại không chịu làm phúc, lại tham lam, chơi bời, thì quả phúc tiêu rút rất nhanh. Và một thời gian sau, vài ba năm, năm mười năm sau, ta quay lại thì gia đình họ sa sút, phẩm giá họ bị lu mờ là vì những nghiệp ác đã gây ra, vì hết phúc rồi. Xin hỏi vị là 10 năm trước ta trồng bồ hòn bồ kết, vài ba tháng nay ta trồng cam trồng nhãn, thì đang thu hoạch gì? Con nghĩ là cam nhãn cũng chưa được quả ngọt ạ, đúng không ạ? Đang thu bồ hòn bồ kết. Vâng. Vì bồ hòn bồ kết thì bây giờ nó đang rụng quả và ra quả rất nhiều. Vâng ạ. Còn cam nhãn mới trồng gieo được vài ba tháng nay thì nó chưa có quả. Cho nên nó sẽ có quả nhưng mà phải đợi thời gian ta thu hoạch. Đơn giản vậy thôi. Xét về nghiệp thì phải xét ba đời: quá khứ, hiện tại và vị lai và tương lai, chứ không thể trích ngang một vài năm hay thậm chí một kiếp mà hiểu hết được. Vâng, vừa rồi thì con có thấy thầy nhắc tới từ nghiệp trong Phật giáo ạ. Vậy phải chăng đó là từ nghiệp trong gây nghiệp, tạo nghiệp mà mọi người vẫn thường hay nhắc tới ạ? Vâng. Nghiệp nó là những hành động tạo tác trở thành thói quen, trở thành tập khí được lưu thức trong tâm con người. Nghiệp thì có hai phần: nghiệp tốt và nghiệp xấu. Nó đều có báo đáp tương ưng. Cho nên là ta phải hiểu là nơi tạo tác của nghiệp, một là ý nghiệp, tức là tư duy ý nghĩ; hai là khẩu nghiệp, là lời nói, lời nói tốt xấu; ba nó là thân nghiệp, đấy là ba cái nơi mà tạo tác ra nghiệp. Muốn cải mệnh của mình thì không còn con đường nào khác, chúng ta phải tạo ra thiện nghiệp, tức là nghiệp tốt. Xin mời vị ra bàn xây nước rồi chúng ta sẽ chia sẻ tiếp. Vâng, như thầy vừa chia sẻ thì chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi được nghiệp, được số phận của mình, đúng không ạ? Và như ông cha ta đã dạy rằng là đức năng thắng số. Vậy thì quan niệm của Đạo Phật như thế nào về điều này ạ? Đúng. Đạo Phật chỉ rõ về luật nhân quả, nghiệp báo, để mọi người nhận thức, tin làm và lựa chọn con đường lành để cải tạo vận số của mình từ bóng tối ra ánh sáng, và từ ánh sáng đến nơi ánh sáng rực rỡ hơn nữa. Con đường lành của Đạo Phật có ba điểm gọi là đạo đức, đó là không làm điều xấu ác, làm mọi điều thiện lành, giữ tâm hồn trong sáng hòa hợp. Đó là đạo đức Phật giáo. Người chọn con đường lành, con đường sáng, con đường đạo đức này sẽ dứt khoát được hưởng phúc và cải tạo mệnh số của mình trong tương lai. Đó gọi là đức năng thắng số. Vâng, thưa thầy ạ, vậy thì phải chăng là cứ làm việc thiện thì ác nghiệp sẽ tự nhiên biến mất ạ? Nhưng có những người thì họ cả đời họ làm việc ác, nhưng mà đến cuối đời thì họ lại làm nhiều việc thiện, gieo nhân thiện ạ. Như vậy thì phải chăng là không đúng lắm với luật nhân quả mà Đạo Phật đã dạy ạ? Việc thiện sẽ làm mờ nghiệp ác. Chớ khinh chê điều thiện, cho rằng chưa đến mình. Như nước chảy từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn. Người khôn chứa đầy thiện, do chứa chất dần dần. Ngược lại, làm điều ác cũng như nước chảy từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn. Người làm thiện nghiệp
thì sẽ pha loãng được cái nghiệp ác đi. Ví dụ như có thể cuộc sống ta bị bệnh duyên do cái nghiệp là sinh hoạt không điều độ, nhưng ta có lại có nhiều thiện nghiệp hộ trì, thì tự nhiên là lúc bệnh duyên đó là gặp thầy gặp thuốc, lại có tiền có của, có thân nhân giúp đỡ trợ giúp, thì bệnh tình mau chóng tiêu tán, ta trở nghiệp, trả nghiệp trở nên nhẹ nhàng và thanh thản chứ không nặng như chì. Một điểm nữa là những người ban đầu thì họ tạo nhiều điều ác xấu, nhưng mà khi cuối đời họ lại quay lại tu nhiều điều thiện, thì đây nó là cũng là nét tự nhiên chứ không có trái gì nhân quả cả. Nhưng có một cái nhận thức trong giới tu đạo rằng thôi cứ hưởng thụ đi đã, cứ làm điều xấu đi đã, cứ hưởng thụ cho thoải mái đi đã, rồi gần cuối đời mới niệm Phật, mới tu tập để Phật cứu, thì cái điều đó là sai lầm. Trẻ sớm tu đi chớ để già, kìa bao niên thiếu đã thành ma. Khẩn cầu Thượng Đế không qua khỏi, cúng lễ thần linh chẳng thoát mà. Sinh tử ba đời do thức hiện, thánh phàm chín cõi bởi tâm ta. Khuyên ai sớm biết tin Tam Bảo, trẻ sớm tu đi chớ để già. Tuy nhiên người ít duyên gặp Phật mà đến già mới gặp, thì việc tu niệm điều thiện cũng rất là tốt. Cho nên sớm tu, sớm nỗ lực, sớm phấn đấu để cải tạo vận số của mình. À, vâng, con có rất nhiều những người bạn thì họ than vãn rằng là họ vẫn cố gắng để sống lương thiện, làm nhiều điều thiện, nhưng mà cuộc sống thì vẫn gặp rất là nhiều điều khó khăn ạ. Vậy thì việc chuyển nghiệp có phải là không dễ dàng gì và cũng khá là lâu đúng không ạ? Con thử hỏi người bạn ấy thực hành những cái điều thiện nghiệp, những cái điều tốt, có thực hành liên tục hàng năm, hàng tháng, hàng ngày, hàng giờ không? Đúng vậy, cuộc đời này đã tạo ra nhiều xấu ác do những tham sân si trong mình. Thi thoảng mới làm điều thiện thì những cái phúc nghiệp nó bị pha ra rất loãng, không đáng là bao. Cho nên muốn quay trở lại thì không còn một con đường nào khác. Phải tin nhân, tin quả một cách sâu sắc và thực hành liên tục những cái điều tốt này. Thì rồi có một ngày nghiệp đó sẽ tiêu tan. Vâng, A Di Đà Phật ạ. Dù biết là cả một quá trình lâu dài, nhưng mà thầy có thể hướng dẫn chúng con là làm thế nào để chuyển nghiệp, để có một cuộc sống tốt đẹp hơn được không ạ? Muốn chuyển được nghiệp, chuyển được vận số của mình phải có 3 điểm. Trước hết là tư duy chính kiến, tức là tư duy chân chính về nhân quả, nghiệp báo, và có niềm tin sâu sắc để cảm ứng Phật lực, đạo lực, nhằm loại bỏ những cái xấu ác, những cái lệch lạc trong tâm của mình, trong ý nghĩ, trong lời nói và hành động của mình. Điểm thứ hai, phải nỗ lực tu dưỡng, học tập về đạo lý, về trí tuệ, về kiến thức, về kỹ năng sống và nghề nghiệp sống, để xây đắp cho cuộc sống của mình, gia đình mình và xã hội tươi đẹp hơn. Điểm thứ ba là phải thành tâm sám hối trước Phật, trước tổ tiên những cái tội lỗi, nghiệp chướng mình đã gây tạo từ trước. Hãy cùng lương tâm của mình nữa, hãy thệ nguyện quyết tâm từ bỏ mọi điều xấu ác
và quyết tâm thực hiện mọi điều thiện lành và quyết tâm giữ cho tâm hồn trong sáng, hòa hợp. Chắc chắn những điều phúc lành đang chờ đón ở phía trước. Nam mô Hoan Hỷ Địa Bồ Tát Ma Tát, Nam mô Tăng Phúc Thọ Bồ Tát Ma Tát, Tác Đại Chứng Minh. A Di Đà Phật. Dạ vâng ạ, chúng con xin tri ân công đức của thầy ạ.